Hoàng Yến Chibi vực dậy sau cú sốc cha mẹ ly hôn, từ ca sĩ teen thành sao điện ảnh. Hoàng Yến Chibi là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng có bề dày hoạt động nghệ thuật đã hơn 10 năm. Dù vậy, cô vẫn được yêu mến với vẻ ngoài trẻ trung, ngây thơ, cùng khuôn mặt xinh đẹp. Cô tiết lộ từng trải qua nhiều mối tình nhưng giấu kín thông tin bạn trai. Ở tuổi 27, Hoàng Yến Chibi vẫn độc thân và tích cực hoạt động nghệ thuật. Hoàng Yến Chibi, tên thật là Nguyễn Hoàng Yến, sinh năm 1995 ở Hà Nội. Mẹ Hoàng Yến Chibi sở hữu niềm đam mê nghệ thuật nhưng không được gia đình ủng hộ. Vì vậy, bà mong con gái phát triển con đường nghệ thuật để viết tiếp ước mơ của mẹ. Từ khi còn bé, Hoàng Yến Chibi đã được mẹ cho tham gia nhiều câu lạc bộ, cuộc thi ca hát. Đối với tôi, những cột mốc trong đời đều là những gì trải nghiệm đáng trân quý, kể cả thất bại, thành công, đúng hay sai. Nhờ trải nghiệm đó, tôi mới rút ra sau những bài học trưởng thành hơn. Điều tự hào nhất là tôi hoàn thành được ước mơ của mẹ. Mẹ vốn thích ca hát, nghệ thuật nhưng đã không làm được. Tôi hoàn thành được 90% giấc mơ của mẹ. Việc kiếm được nhiều tiền thế nào, ở bên ngoài được đánh giá ra sao còn quan trọng bằng việc mẹ tự hào về mình, nữ ca sĩ chia sẻ. Cô từng đoạt huy chương vàng cấp quận, giải xuất sắc cấp thành phố khi tham gia chương trình Tiếng hát thầy và trò, ngành giáo dục, năm học 1998-1999. Lúc 8 tuổi, Hoàng Yến Chibi bắt đầu tham gia hoạt động văn hóa tại nhà thiếu nhi quận Ba Đình. Nhờ đó, Đài truyền hình Việt Nam phát hiện ra tài năng nghệ thuật của cô, nên đã ngỏ lời với bố mẹ Hoàng Yến Chibi để cô tham gia vào chương trình Ngôi sao nhỏ của tuổi thơ được phát trên VTV1. Lên 10 tuổi, Hoàng Yến được đào tạo bài bản về múa hát. Năm 14 tuổi, cô cùng bạn ra mắt album VCD ca nhạc thiếu nhi Búp bê bay đến ước mơ, đánh dấu cột mốc trưởng thành. Hoàng Yến cùng nhóm thiếu nhi nhà văn hóa thiếu nhi quận Ba Đình từng tham gia biểu diễn ở nhiều chương trình ca nhạc lớn nhỏ ở Hà Nội. Năm 2012, Hoàng Yến có vai diễn đầu tay trong phim truyền hình Cửa sổ thủy tinh. Trong phim, cô thủ vai Chibi, cô bé có ngoại hình xinh xắn, tính cách đáng yêu. Nhờ vai diễn đầu tay này, Hoàng Yến được nhiều người yêu thích, biệt danh Chibi cũng từ đó gắn với cô. Năm 2013, Hoàng Yến Chibi có bản hit đầu tiên là ca khúc Ngây Ngô. Bài ca về tình yêu thuở học trò giúp Hoàng Yến trở thành gương mặt mới được giới trẻ yêu mến. Đến năm 2014, Hoàng Yến Chibi tham gia chương trình Học viện Ngôi sao và xuất sắc đạt giải Á quân, đứng sau Hòa Minzy. Nhờ thành công từ chương trình truyền hình thực tế, Hoàng Yến Chibi quyết định nam tiến để phát triển sự nghiệp. Thời gian đầu cùng mẹ ruột vào thành phố Hồ Chí Minh, Hoàng Yến Chibi chưa có nhiều show nên phải sống tiết kiệm, kham khổ. Nữ ca sĩ cho hay, hai mẹ con Hoàng Yến phải thuê nhà trọ khoảng 12m², hàng ngày ăn uống tiết kiệm khoảng 100.000 để có tiền sinh hoạt. Vào Sài Gòn từ con số 0 lại là người mới nên Hoàng Yến Chibi không tránh khỏi có lúc bị các bầu show quản lý bắt nạt chèn ép. Dù vậy, cô vẫn cố gắng giữ tinh thần lạc quan và miệt mài đi hát, tìm kiếm cơ hội đóng phim. Thành công bắt đầu đến với Hoàng Yến khi cô xuất hiện trong nhiều bộ phim điện ảnh như Cô gái đến từ hôm qua, Tháng năm rực rỡ, Thất sơn tâm linh, Ngôi nhà bướm bướm. Nhờ vậy, chỉ sau 4 năm nam tiến, Hoàng Yến Chibi đã mua được 2 căn nhà, lo cho mẹ và em trai cuộc sống đầy đủ, thoải mái trong thành phố Hồ Chí Minh. Biến cố cha mẹ ly hôn. Một trong những biến cố ảnh hưởng đến Hoàng Yến Chibi là cha mẹ ly hôn năm cô 18 tuổi. Nữ ca sĩ nhớ lại, sinh nhật thứ 18 của tôi, bố và mẹ ly hôn. Tôi từng luôn nghĩ gia đình mãi mãi trọn vẹn như vậy đến suốt đời và tôi đón nhận cú sốc đầu đời. Lúc ấy tôi ngồi suy nghĩ mãi. Tối hôm trước đó, gia đình chúng tôi quay quần ăn cùng nhau như thường lệ. Khung cảnh ấy rất bình thường. Bố vẫn uống chung rượu nhỏ bên cạnh. Bố và mẹ nói cười vui vẻ với các con. Vậy mà sáng hôm sau, bố mẹ nói với chúng tôi rằng sẽ ly hôn. Sau này tôi nhận ra mình quá vô tư, thành ra vô tâm. Bố mẹ tôi không bao giờ to tiếng với nhau trước mặt các con, nhưng chuyện đã âm ỉ một thời gian dài. Tôi đã không nhận ra cảm xúc của bố mẹ, tôi ở bên mẹ hàng ngày cơ mà. Sau lần đó tôi thay đổi một phần tính cách, tôi quan tâm người khác nhiều hơn, thậm chí đôi khi quên cả bản thân mình. Hoàng Yến chỉ bị tâm sự, cô sốc trước đổ vỡ của bố mẹ, nhưng cố gắng vượt qua do là người lạc quan. Tôi từng có một tuổi thơ hạnh phúc bên họ, tôi nhớ hình ảnh cả nhà đều nhau trên chiếc xe máy xem pháo hoa, hay mẹ nấu cơm, tôi ngồi học bài, bố xem tivi. Tôi luôn ước gì được quay lại lúc đó, sống đời vô tư vô lo, không phải đương đầu với quá nhiều áp lực của cuộc sống. Nữ ca sĩ chia sẻ trên VN Express. Sau nhiều năm sống cùng mẹ và chiến tranh lạnh với bố, đến năm 2021, Hoàng Yến Chibi mới nói chuyện bình thường lại với bố. Tận tháng 10 năm 2021, tôi mới thực sự chấp nhận chuyện gia đình mình không thể trở lại như trước được nữa. Bố tôi đã có gia đình mới. Tôi nuôi hy vọng hàn gắn bố mẹ trong nhiều năm, nhưng không kịp nữa rồi. Cô chia sẻ. Nữ ca sĩ cho hay, hoàn cảnh gia đình khiến cô mong sau này mình chỉ cưới một người mà thôi, dù có bất cứ chuyện gì cũng không rời bỏ người ta. Đồng thời, cô thương mẹ nhiều hơn và cố gắng trở thành trụ cột trong gia đình để lo cho mẹ và em trai cuộc sống đầy đủ. Có nhiều cuộc tình sóng gió. Hoàng Yến Chibi bắt đầu có mối tình đầu từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường. Cũng vì vậy mà cô từng vướng ồn ào khi những hình ảnh thân mật bên bạn trai cũ bị đào lại khi bắt đầu nổi tiếng.
Vì thế hiện tại, nữ ca sĩ rất kín tiếng trong tình cảm. Cô cho hay đã yêu dưới 10 và trên 5 cuộc tình. Mối tình dài nhất của Hoàng Yến Chi Bi kéo dài 4 năm, còn lại đều ít nhất 1 năm. Mỗi ca khúc cô sáng tác như Biết Phải Làm Sao, Sao Anh Lặng Im, Ngày Thiếu Anh đều có một chút chuyện tình của cô trong đó. Hoàng Yến Chi Bi tự nhận mình là người yêu đâm đầu, lần nào cũng như lần đầu tiên. Dù vậy, cô hạn chế chia sẻ chuyện riêng tư trên Facebook vì ngại khi bị đánh giá đem chuyện đời tư để PR cho phim hay dự án âm nhạc. Tôi mạnh mẽ trong nhiều việc, nhưng trong tình cảm lại là cô gái yếu đuối. Yếu đuối chứ không phải nhu nhược. Tôi muốn được bạn trai che chở, bảo vệ. Tôi thích sự lãng mạn, nữ ca sĩ chia sẻ. Dù trải qua nhiều mối tình, nhưng Hoàng Yến Chi Bi thừa nhận cô chú trọng xây dựng sự nghiệp. Chuyện tình cảm hiện tại không phải là gánh nặng, ảnh hưởng đến công việc của cô như trước.